Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Chúa hiến trị khắp dân, hãy reo mừng. Hallelujah. Sự sống đã chiến thắng thần chết, thập giá đã chiến thắng địa ngục. Hallelujah. Chúa làm nên trước mắt bao người thế, danh Chúa muôn hiển vinh. Hallelujah. Giêsu Kitô, tình yêu thiết tha của cộng đoàn tin hữu chân thành. Hallelujah. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Tin Vui Media trong niềm vui của Chúa Phục Sinh. Kính thưa quý vị, bài Phúc Âm hôm nay tường thuật sự Phục Sinh của Đức Kitô. Mầu nhiệm Chúa Phục Sinh hết sức quan trọng đối với giáo hội Công giáo. Sự Phục Sinh của Đức Kitô mang lại niềm hy vọng mới cho con người. Giờ đây chúng tôi kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn để nghe lời Chúa trước khi Linh mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường chia sẻ. Tin mừng Chủ nhật lễ Phục Sinh. Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdalena đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bây giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Chúc mừng Chúa phục sinh tới toàn thể quý vị. Hallelujah! Kính thưa quý vị, các bài đọc trong lễ đêm vọng mừng Chúa phục sinh đều nhấn mạnh đến cái chủ đề đó là vượt qua. Bài đọc 1, Chúa tạo dựng trời đất, đó là cái cuộc vượt qua từ hư vô sang hiện hữu. Bài đọc 2 kể chuyện người Do Thái vượt qua biển đỏ, đó là cái sự vượt qua từ nô lệ đến tự do. Và bài Thánh Thư của Thánh Phaolô, Ngài nói đến cái sự vượt qua từ tội lỗi sang thánh thiện. Và bài Phúc Âm, Chúa Giêsu đã vượt qua từ sự chết lên sự sống lại. Đó là cái cuộc vượt qua hoàn hảo nhất, trọn vẹn nhất. Thế thì trong đời của chúng ta cũng có 3 cái vượt qua quan trọng. Cái vượt qua thứ nhất là vượt qua từ lòng mẹ ra chào đời, mà Việt Nam mình gọi là vượt cạn. Cái vượt qua thứ hai đó là vượt qua từ bản thân chúng ta để mở ra với tha nhân. Chúng ta tạm gọi là vượt biên. Vượt biên đây không phải là vượt biên sang nước khác đâu, mà là vượt ra khỏi cái biên giới của bản thân mình để đến với tha nhân. Và cái cuộc vượt qua thứ 3 đó là vượt qua từ huyệt mộ sống lại lên trời. Cuộc vượt qua thứ 3 này chúng ta có thể gọi là vượt ngục, sự vượt qua cuối cùng để quyết định cái vận mệnh vĩnh cửu của chúng ta. Thì quý vị đang ngồi nghe và xem chia sẻ lời Chúa này thì cuộc vượt qua thì đã xong rồi. Thế còn cái cuộc vượt qua từ cõi chết đến sự sống thì cũng chưa biết ngày nào. Cái điều mà chúng ta phải vượt qua ngay lúc này đó là vượt biên, vượt ra khỏi cái biên giới bản thân mình để đến với tha nhân, để yêu thương tha nhân. Và cuộc vượt qua phải làm mỗi ngày. Làm tốt cái cuộc vượt qua này là chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc vượt qua cuối cùng của chúng ta, cuộc vượt qua từ cõi thế lên trời cao với Chúa hạnh phúc muôn đời. Thế thì câu hỏi được đặt ra là chúng ta phải sống vượt qua hàng ngày ra sao? Và phục vụ lễ Chúa phục sinh đã soi sáng cho chúng ta 3 điều để dễ nhớ, có thể tạm gọi bắt đầu bằng 3 chữ H: hào quang, hân hoan và hy vọng. Thứ nhất đó là hào quang. Lễ phục sinh có thấy chan hòa ánh sáng, không chỉ là ánh sáng của đèn điện, của nến lung linh hay là ánh sáng của mặt trời ngày lễ phục sinh rực rỡ, mà là ánh sáng Chúa hào quang thánh thiện. Chúng ta hãy sống thánh thiện như Chúa muốn. Điều thứ hai đó là sống hân hoan. Chúa phục sinh đem lại niềm vui vĩ đại, làm cho các môn đệ đang từ hãi hùng buồn rầu trở thành hân hoan hớn hở loan báo tin mừng. Chúa đã sống lại thật rồi. Hallelujah. Cái lời Hallelujah đấy chính là cái lời hãy vui lên. Thế nên sống mừng Chúa phục sinh hàng ngày phải là sống cái niềm hân hoan hớn hở của phục sinh, chứ đừng sống buồn rầu nhăn nhó như là cái mùa chay thương khó. Hãy hân hoan hạnh phúc vì Chúa đã phục sinh rồi, Chúa đang ở cùng với chúng ta. Và cái điểm thứ 3 đó là sống hy vọng. Chúa phục sinh đem lại niềm hy vọng cho chúng ta. Hy vọng sự thiện thắng cái ác, tình yêu thắng hận thù, chân lý thắng gian dối. Niềm hy vọng sự sống đời đời, đó là cái niềm hy vọng lớn nhất của chúng ta. Amen. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn nhân từ, trung tín, yêu thương. Xin cho chúng con kể từ nay có một cuộc sống mới, cuộc sống có Chúa ở cùng. Thưa quý vị, phần chia sẻ của Linh mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường đã kết thúc chương trình hôm nay. Kính chúc quý vị một tuần lễ tràn đầy niềm vui và hy vọng của Chúa phục sinh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Đây ngày Chúa làm, chúng ta hãy vui mừng. Sự sống đã chiến thắng thần chết, thập giá đã chiến thắng địa ngục. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lạy Đức Kitô, Ngài khen Ngài. Thần là hòn đá, nhưng thợ xây vứt đi không mang tới, ngày nay bỗng trở nên. Hallelujah. Giêsu Kitô viên đá góc tường, xây dựng nhà hội thánh vững bền.